vô hệ thống, phạm tội, đốt não vì biến thái, tàn nhẫn, tương phản với sát phạt quyết đoán, trần thụ xuyên qua, nhưng có chút bi thảm, hồn xuyên đến biến thái sát nhân ma trên người. Thiên băng bắt đầu, trong tay chỉ có một thanh thái đao, một quyển bút ký rách nát. Sau khi mở cuốn sổ ra, từ đó anh đi lên một con đường không lối về. Kẻ giết người hàng loạt có ai quy cao nhất lại xuất hiện, cảnh sát ứng phó như thế nào? Thẩm phán loại tiểu thuyết quyển sách hết thảy tình tiết đều vì nội dung vở kịch phục vụ, chớ mang vào hiện thực. Chương 1 Mở màn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Hắn là thực sự biến thái. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Thẩm phán danh sách Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Thiên tài ở bên trái Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Minh lớn toái thi án hung phạm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Thẩm phán, lựa chọn bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Tuyệt đỉnh diễn kỹ, hí kịch tinh thường tuyến Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Lấy tay điều tra dương hâm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Bạch cốt vợ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10. Vết vợ, luyến thi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.